nét đẹp trong văn hóa truyền thống thờ cúng. Thì người xưa có câu rằng là gì ạ? Khôn ngoan nhớ đức cha ông, làm nên phải nhớ tổ tông phụng thờ. Đạo làm con chớ hững hờ, phải đem hiếu kính mà thờ tổ tiên. Cây có gốc mới nở cành xanh lá, nước có nguồn mới bể cả sông sâu. Người ta nguồn gốc từ đâu? Có tổ tiên trước rồi sau có mình. Cái việc thờ cúng không chỉ là vì bởi vì chúng ta sợ, hay là vì chúng ta mong được phù hộ hay là cái gì đó đâu, mà nó còn là nét đẹp của cái sự chữ hiếu và cái sự biết ơn nữa. Có những cái vị thánh có công với đất nước chẳng hạn, họ đâu có yêu cầu rằng là sau khi họ khuất đi thì chúng ta phải đúc tượng, phải xây đền đâu, nhưng chúng ta vẫn làm là bởi vì thể hiện cái sự nhớ ơn, cái sự biết ơn những cái gì mà người trước đem lại. Thì với gia tiên tiền tổ của chúng ta cũng như thế, có người trước mới có người sau, có gia tiên thì mới có mình, mới có những cái sự dạy dỗ với, mới có những cái sự truyền lại đối với mình. Thế cho nên là chúng ta có tu tập theo Phật giáo, có học đạo hay học bất cứ một thứ gì khác trên đời này mà chúng ta không có giữ được cái sự hiếu đạo, tôn kính phụng thờ thì nó cũng không có nghĩa lý gì mọi người nha.